Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa với Thầy, với Sư Cô, cùng thiện đường đại chúng. Hôm nay con xin chia sẻ, cũng giống như là thỉnh Thầy khai thị cho một cái thị tri thức. Hiện tại thì vị này chưa lên dinh, nhưng mà con sẽ xin phép thỉnh Pháp để con sẽ gửi lại cho sư cô có thể nghe những cái bài pháp này. Dạ thưa thầy, là sư cô là một người là gặp pháp môn thâm thiền cũng đã lâu rồi, thì qua một cái thời gian tu tập thì sư cô cũng luôn theo cái chùa giáo môn để tu, chứ chưa chọn cái chùa chuyên tham thiền. Thì dù sao khi mà tu ở các chùa giáo môn thì cũng vẫn tha thiết với pháp môn tham tổ sư thiền. Và sư cô tham câu là trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao. Khi mà thời gian ở chùa giáo môn thì cô bị bệnh rất là nhiều, sau đó thì cô mới xin ra ngoài để tu tập dưỡng bệnh, vì sư cô nghĩ là tới ở một cái sư cô mới nương tới một cái am của một cái vị sư này, vì cái am này là để vừa dưỡng bệnh mà cũng có thể là tiện đi 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 khám bệnh. Thì cái tâm nguyện của sư cô là luôn luôn là xả bỏ cái thân này. Con cũng chia sẻ là vì sao mà sư cô không đương chúng tu tập, thì sư cô cũng có một cái trăn trở là tuy nói là đương chúng tu tập, nhưng những khi đau ốm nặng á, thì làm sao mà lên thiền đường để tu được với đại chúng, không đi nổi, rồi không theo cái thời khóa của đại chúng mà nằm ở đó mà dưỡng bệnh không á, thì cũng rất là ngại. Thì con cũng xin thầy khai thị sức tấn thêm cho sư cô, để sư cô có một cái sự nhìn nhận, cái niềm tin tự tâm và một cái nhìn trạch pháp rõ ràng đi đúng trên con đường mà Đức Phật đã dạy. Thì con xin thầy khai thị sức tấn thêm, con xin cảm ơn thầy. Cái hoàn cảnh, mỗi chúng ta đều có một cái hoàn cảnh, giống như mỗi chúng ta đều có cái nghiệp, cái tập khí, cái ngã chấp vậy. Ai cũng có, bởi những cái đó nó chướng đạo, bởi những cái đó mà nó chướng ngại mình. Nếu mình á dẹp bỏ được hết tất cả cái đó, bất chấp cái thân bệnh, bất chấp cái tâm bệnh, bất chấp cái gì á, và chỉ một mực cầu đạo giải thoát thôi. Đối với chánh pháp, nương chánh pháp giải thoát, cho dù là mình si mê như mình là như thế nào, dốt đặt mà tinh tự tâm và công phu á, một cái môi trường chỉ chuyên nhất về trên công phu. Mà tại vì chúng ta cũng nghĩ cái môi trường chuyên nhất là phải theo ý mình mới là môi trường đúng á. Thực sự ra với môi trường mà theo ý mình được á, theo ý mình á, thành ra thuộc về cái ngã chấp, thuộc về cái vô minh. Cái môi trường thực sự ra nó có một cái quy củ. Cái môi trường thực sự ra là tất cả tứ chúng đều tu. Nếu như bệnh viện thì mình thấy người bệnh nó mới vào bệnh viện, ai cũng vào đó để điều trị, muốn được khỏe mạnh, chứ mình mới vào đó đã thấy người mạnh thì làm sao mà thấy. Chúng ta cũng vậy đó. Cứ theo ý riêng của mình á, đi vào trong, cho dù đi vào gặp cái thời Phật, cái thời tổ đi nữa, mà vào cũng thấy cái sự chướng thôi. Tại vì cái tâm phân biệt, không có nghĩ về cái pháp, không có trọng về cái môi trường tu tập á, chân thật, mà thích cái theo ý mình. Cho nên á, khi cái môi trường mà giống ở chợ nó vui mà, nói chuyện này nọ, đông đảo vậy mà lại thích. Nếu môi trường á, lung tung á, thì lại hợp với cái ý, tức là có cãi cọ, có tốt, có xấu, có hay, có dở trong đó thì lại thích. Mà đến cái môi trường mà
khép vào trong quy củ, đi ngược lại cái vô minh ngã chấp thì mình không chịu nổi. Đó là cái bệnh, là cái bệnh của cái tâm bệnh của chúng sanh. Mà từ cái tâm bệnh á, nó ở đâu cũng sanh ra bệnh cả, tại cái tâm bệnh của mình á. Nếu mà mình ý thức được, biết được đó là tâm bệnh, đó là vô minh, đó là ngã chấp, thì chúng ta phải vận dụng cái chánh pháp và lấy công phu á, mới là gọi là xả bỏ, thì gọi là hy sinh, gọi là hành Bồ Tát đạo, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ một chút xíu, một câu nói, một lời nói mà mình cũng không có nuốt xuống được nữa, cái cơn tức á, không đút được nổi cơn tức, vẫn cứ giận dỗi thì gọi làm sao mà tu? Tại đó đều là sân hận phiền não vô minh của mình cả. Thì chân thật phát tâm tu tập á, thì là phải quên mình. Giống như Ngài La Quả nói, ở giữa muôn triệu ngàn người không giỏi hơn một người. Nếu mà cảm thấy như vậy á, chứ không phải là mình phát cái nguyện đâu ha, mà phải cảm thấy mình không giỏi hơn được một người, thì đó mới là tương ứng với người hành giả phát tâm tham thiền, bắt đầu bước vào tham thiền. Hay là cảm thấy mình là dốt nhất nhất dở nhất nha, hay cảm thấy mình tự nhiên khờ nhất ngốc nhất, thì đó mới là tương ứng với người hành giả tham thiền. Mà cũng giống như cái lời của Phật dạy nữa, trong kinh cái anh nhi à, trở về cái anh nhi, tức là cái tâm chân thật, tâm ngay thẳng, cái tâm không có so đo, không có tính toán, không có tính xa tính gần, mà cái tâm rất là trong sáng ngay thẳng, tâm trực hạnh đoan, thì cái đó mới là tương ứng với tổ sư thiền, đó mới là tương ứng với sự tu tập. Cho nên là trong cái môi trường tu á, nói tại sao bây giờ người ta cứ hay đi ra riêng là vậy, tại vì cái điều kiện quá tốt rồi, cái đời sự tĩnh tâm á của thập phương quá dễ dàng, quá thoải mái đi, người ta thấy tội á, động cái tâm tư trắc ẩn hay lòng từ, cái là người ta giúp đỡ, mà giúp đỡ được cái là giúp đỡ hoài, mà cái người đó mà bắt đầu than được cái là than miết, mà cái than đó nó nguy hiểm, nó hại mình, nó hại mình, nó làm cho mình mất đạo tâm, tạo cho mình cái nhân quả xấu. Giống như là vay mượn thôi, vay mượn nợ thì sau này phải trả nợ, mà trả phải có lãi, trả gấp bội, chứ không phải là nuốt cái đó trôi à, tại vì không có cái sự tu chân thật, không có cái phá ngã chấp, mà lại tăng trưởng ngã chấp, tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã si, ngã ái à, thương thân mình cũng là ái đó, chứ không phải là thương cái gì bên ngoài mới ái đâu, thương thân mình cũng là ái. Mà chính những cái niệm bi quan đó à, cái tâm á, mà yểm thế đó, mới sanh ra cái thân bệnh, thân yếu đuối, không chịu nổi những cái quy củ, không chịu nổi những cái giờ giấc công phu, cảm như là yếu đuối suy nhược đó, đều những cái tâm đó. Còn nếu mà cái tâm mạnh mẽ, cho dù á, cái thân yếu cỡ nào cũng vật dậy được hết cả, mà tâm sanh mà, thì nhiều cái mô phạm cái hình ảnh đó, ví dụ gần nhất là Ngài Hư Vân, cái thân thể suy nhược đến mà không chịu nổi, chết lên chết xuống, xỉu lên xỉu xuống, bệnh đầy hết tất cả thân, không có món nào không có, mà vẫn đến cầu mong để mà đã thất. Nên các thầy nói ông không có chịu nổi cái quy củ, sức khỏe ông không có để mà tham thiền, để mà đã thất đâu, cũng bất chấp thà chết chứ không có bỏ, mà quyết ở lại thôi à, ta đuổi cũng không có đi, cho nên quyết tử, tâm quyết tử như vậy. Rồi có bệnh nào mà nó đeo đẳng mãi, đến cái ngày thứ ba, thứ ba thì tất cả cái gánh nặng nó buông xuống, tất cả bệnh tật đau nhức gì á tan rã, ngày đó quát nhiên khai ngộ, thì có cái tâm đó mới phá được cái căn bản vô minh ngã chấp, cái căn bản phiền não của mình. Còn mình mà cứ cứ sợ á, tức là cái sợ 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 do bệnh, sợ do duyên, do cảnh, sợ do cái này do cái kia,
thì mãn kiếp hết cái sợ đó rồi cũng phải hành được cái chánh pháp, tại vì sống bên kia ngã chấp thôi, sống vô minh thì cũng bị vô minh đấy nó nhận chìm mình xuống. Cái ở trong chúng không phải là ở trong chúng bắt chúng phải hầu, bắt chúng phải hạ, chúng không làm là không thích đấy, không phải ông cho mình đương theo cái đức chúng như hải, đương theo cái chúng để mà mình tu tùy theo nhân cái duyên, chứ không phải là tự nhiên á làm ra một cái vấn đề á rồi mình lại suy nghĩ như thế này, mình suy nghĩ như thế kia. Mình chỉ cần một cái tâm niệm là chỉ nhìn chúng tu thôi, hay là ở chung với chúng, nghe cái những pháp khí, tiếng chuông, tiếng mõ, thức chúng khai tịnh, công phu tu tập. Cho dù mình nằm ở trong phòng á, mình cũng nhớ để công phu, không có giờ nào không công phu. Chúng công phu, mình biết chúng đang công phu, mình không có dám lơ là, mình không có dám bỏ qua cái thời gian. Thì cái lợi ở tầm lâm là như vậy, cái lợi ở trong chúng là như vậy, không dám giải đãi mà tự hổ thẹn, tự mắc cỡ, tự xấu hổ, tự vật dậy cái thân bệnh của mình do cái tâm mạnh mẽ. Thì đó là cái lợi ích của chúng ở trong chúng, hơn là mình á cứ tránh. Tại vì thiền đường á không dám ở, lại sợ giờ giấc nhiều, thời khóa nhiều, trên ở những cái chùa giáo môn để tụng kinh bái sám thôi. Mà tụng kinh đó, bái sám thì chỉ có thời sáng thời tối thôi, còn suốt ngày là tự do. Mà tự do cái suy nghĩ của mình á nó càng nhiều, cái phiền não của mình nó càng lớn, rồi bi quan yếm thế, rồi lại sợ cái suy nghĩ về cái bệnh không à, chứ không có bao giờ một cái suy nghĩ lạc quan đi lên, tại suy nghĩ cái chuyện đi xuống thôi. Cho nên cái tâm mình nó càng ngày càng cũ, có khi cái tâm mình nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ coi như là bị cái trầm tư mặc cảm, đi đến chỗ mà bi quan yếm thế mà không biết, tại vì không có cái sức của chúng, không có cái năng lực của tu để giúp mình vượt qua. Nhìn lại cái tuổi người già giống như Hiếp Tôn giả tổ Ấn Độ, tổ Thiền Tông 80 tuổi nghe, 80 tuổi mà vẫn ở trong chúng tu và phát nguyện á 3 năm kiến tánh, bắt đầu một đời tu hành lưng không có nằm xuống nữa, cái sức tinh tấn, cái sự tinh tấn, sự công phu tu tập. Hiếp Tôn giả nhất sanh bất trước tịch, một đời lưng không dính chiếu, chỉ là công phu thì 3 năm được kiến tánh. Mới nói tất cả các vị đều khỏe hơn tôi già, tôi yếu, tôi bệnh mà tôi vẫn kiến tánh được mà. Các vị đều khỏe, đều có sức khỏe, đều trẻ, tại sao lại không chịu tinh tự tâm, không chịu công phu để mình được giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi? Thì tổ vì tổ nào cũng là cái mô phạm, cũng nhắc nhở hành giả tu tập. Thì mình là học theo Phật, theo tổ, tại sao mình không có tin, tin nơi cái chánh pháp, tin nơi tự tâm để mà mình vượt qua tất cả những cái cảnh, cái chướng duyên, cái chướng ở nơi tâm, chướng nơi cảnh, chướng nơi tâm, chướng ở nơi thân. Cho dưới sự tu và có cái niệm thống thức sinh tử nó mạnh mẽ, tất cả ta vượt qua được hết tất cả cái chướng đó, do cái tâm của ta, cái niệm thống thức sinh tử của ta không đủ mạnh, do cái không gần gũi được đại chúng, cái lực của chúng không luôn nghe cái lời sách tấn từ nơi Phật tổ thiện tri thức, sự nhắc nhở của bạn đồng tham. Đó là cái quan uổng cho mình. Bây giờ cũng ý thức được, mình biết được cái vấn đề, cái bệnh của mình, cái tập khí của mình, cái nhân duyên của mình,
vẫn còn kịp, đấy không? Ý thức được vấn đề đó thì mình tranh thủ hết sức, tất cả những cái gì đều gạt bỏ qua một bên. Học giống như Đức Phật á, cung vàng địa ngọc vợ đẹp con xinh, thần dân mến mộ vua cha thương yêu, vẫn gạt bỏ hết để tìm cái sự giác ngộ giải thoát, cái niệm thống thức sanh tử gạt bỏ hết. Không chi giờ mình chỉ có một cái khu nhỏ rách nát, một cái chỗ ở không an mà tiếc nuối, hay là mà dung chôn túng mình làm cái gì đâu nhất thiết, tại cái đó không đem đến sự giải thoát, đem đến cái sự lo phiền muộn và cái tư tưởng ngã chấp của mình sai lầm. Đã nói rằng là Đức Phật ấy, quá khứ Bất Khả Đắc, hiện tại Bất Khả Đắc, vị lai Bất Khả Đắc, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại cũng không có phân biệt trên đó nữa. Đó là cái công phu không phân biệt tốt hay xấu, hướng về đạo mà hành thôi. Thì ở trong cái môi trường nào mình có thể dụng công tu tập, mà cái môi trường gần với đại chúng, chư tổ khuyên mà trụ nó tòng lâm, cho dù nó chướng mình rất rất là nhiều, sử dụng chướng tai gai mắt, những người mình không thích không à, nhưng mà đó đều là cái môi đạo, đó là cái diền mối, đó là cái phương tiện cọ sát, đó là cái sự thử thách cái tâm của mình để mà vượt qua khỏi vô minh chấp ngã. Thì biết cái lợi đó mình phải chịu đánh đổi, biết cái hâm nóng được cái niệm thống thức sanh tử, trở về được cái tâm chân thật của mình, thì phải lợi dụng cái sức mình còn, thời gian mình có, hơi thở mình còn, mà vận dụng, mà thực hành tu tập, thì rồi tất cả sau đó mình sẽ thấy được cái, hay là hội được cái ý của Phật, ý của Tổ, phát hiện được cái niềm tin tự tâm chân thật như thế nào. Thì đó là cái chia sẻ. Nếu mà cái vị này mà không có rõ thì cứ mạnh dạn thỉnh pháp thêm. Bây giờ cũng đã hết giờ. Kính chào hết quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.